Ngày 7 tháng 9 năm 2022, luật sư Nguyễn Thành Công là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Hiển đã nhận được thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Bình Dương liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, ngày 31 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam thuộc tỉnh Bình Dương, về tội danh vừa nêu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác định ông Nguyễn Đức Hiển và một số cá nhân khác là người bị hại. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác định lời nói phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream trước đó có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, vi phạm Điều 16 Luật An ninh mạng và quy định của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 6 tháng 9 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bị can Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về lý do trả hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò đồng phạm của những cá nhân có liên quan. Xem xét việc nhập vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng cho Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án và theo hướng có lợi nhất cho bị can theo luật định. Song song đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam gần 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.